Em hướng dẫn bài nhảy 9 bậc tình yêu nhé. Rồi động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi thêm một nửa động tác nữa thôi ạ. 1, 2, 3, 4. Lặp lại hai lần như vậy. Và chúng ta sẽ quay lại. Động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài này nhảy theo nhạc nên các chị để ý đấy tí là ok thôi ạ. Tại vì động tác nó ít. Nó toàn lặp lại của nhau mà. Rồi. Rồi thêm hai động tác nữa nhé các chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác cuối cùng ạ. Động tác này lặp lại của động tác lúc nãy. Rồi, lặp lại hai lần. Rồi động tác cuối cùng cũng lặp lại hai lần nha các chị. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các chị cứ chủ yếu các chị nghe nhạc thôi. Đấy có mấy động tác như vậy thôi. Nhưng nghe nhạc mình sẽ nhảy theo nhạc ấy các chị. Nên là rất dễ nhé. Rồi bây giờ em sẽ nhảy bài cùng hướng cho các chị dễ tập nhé.
Đây là mẫu giày nhảy em bán chỉ với giá 100k một đôi, đủ loại màu sắc. Các chị đặt hàng đặt qua Zalo 0972 936 149. Em xin nhắc lại nhé, giá chỉ có 100k một đôi. Zalo 0972 936 149. Giày của em Hằng nhé các chị. Chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em với nhé. Rồi em cảm ơn các chị nhiều. Em nhắc lại số Zalo ạ, 0972 936 149. Em chào các chị.